khi mình bước ra thì ban giám khảo vẫn chưa có gì bất ngờ cả, nhưng khi mình close giảng thì ban giám khảo rất là bất ngờ. Mình đã sử dụng một cái giống pose của một ca sĩ. Ban giám khảo chưa xem tiết mục của mình thì một chữ O, mắt chữ A thì một hiệu ứng rất là bất ngờ. Bao nhiêu câu gõ luôn nha anh à. Vô em ơi. Anh Trung muốn nói gì không? Em ơi, em lộn mèo là lấy lòng anh Trung đúng không? Biết mà, có âm mưu hết. Em hãy thuyết trình về cái posing vừa rồi của em. Cô còn nhiều người quá à. Em nghĩ là một cái posing thế nào là phần unique nhất, có thể em mang một cái sự bất ngờ đến cho ban giám khảo. Thật sự mà nói một điều là dám làm là dũng cảm rồi đã. Bởi vì nếu như không thể hiện thì chả có cái gì để mà nói là độc và lạ. Và đặc biệt nếu như ở trên một cái sàn diễn bình thường, trong một cái điều kiện bình thường, lộn là chuyện quá bình thường. Thế nhưng mà rõ ràng sàn trơn nguy hiểm cũng không nên lộn, nhưng vẫn lộn. Có nghĩa rằng là có trách nhiệm với công việc của mình. Còn em, rõ ràng cái tay áo của em lượn thượt. Anh có thấy em có sóc sóc cái tay áo lên không? Sóc được, em vẫn lộn. Theo mình nghĩ đã tham gia một chương trình workshop mua đồ, tay áo vẫn không là vấn đề gì cả. Anh hết hồn rồi đấy, anh sợ em bị té thôi. Nhưng mà những người mà xả thân về công việc thì luôn luôn xứng đáng nhận được sự khích lệ, chứ không phải là xứng đáng nhận được cái sự ném đá của những cái người mà không dám làm mà chỉ biết mở miệng ra một kiểu rất là vui. Cho nên là anh rất thích. Anh cảm ơn ạ. Nhưng mà lộn với giày cao gót hay vô đó nó. Dạ. Dám làm, xuất sắc, dũng cảm đây. Anh cảm ơn ạ. Vào được vòng 2, ban giám khảo sẽ phải bất ngờ với mình. Đón xem series Việt Nam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia DSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm.